Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý bà con, quý đầu tư đến với kênh Bất Động Sản Minh Đức Bình Dương. Để đầu video, em Minh Đức kính chúc quý anh chị, quý bà con, quý đầu tư có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Và để đưa quý anh chị, quý bà con, quý đầu tư đi tham quan căn nhà 1 trệt 2 tầng lầu tọa lạc nằm ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương này, thì quý anh chị nào nắm bắt được cái video của em Minh Đức thì quý anh chị hãy vui lòng cho em xin một nút đăng ký và một nút like, chia sẻ để em lấy động lực đưa quý anh chị và quý bà con đi tham quan tất cả những mẫu nhà bên em đang có. Và căn nhà 1 trệt 2 tầng lầu tọa lạc nằm ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương này có hướng Tây quý anh chị nhé, được thiết kế sân xe hơi, các kiến trong nhà, phòng khách, phòng bếp, tổng là 4 phòng ngủ, 1 phòng học và 3 nhà vệ sinh, có một ban công quý anh chị. Và trước tiên thì em sẽ đưa quý anh chị ra tham quan cái cơ sở hạ tầng và dân cư đông đúc nó như thế nào. Chắc chắn rằng quý anh chị cũng nắm bắt được cái thông tin ở trên video của em Đức Lộc Bất Động Sản Bình Dương và Bất Động Sản Minh Đức Bình Dương quý anh chị nhá. Tức là em có hai kênh, quý anh chị muốn tham quan kênh nào cũng được. Thì hiện tại thì em sẽ review cho quý anh chị những cái mẫu nhà giá rẻ và giá bình dân quý anh chị nhá. Đường D1, đây là đường D1 của trong dự án của em Đức Lập đã làm từ xưa đến giờ. Và trước tiên là cái căn nhà này thì em cũng đã có review rồi quý anh chị nhé. Nhưng mà bây giờ thì căn nhà này nó trên 3 tỷ một xíu quý anh chị nhé. Nhưng mà trong thời gian này đang là ngộp ngân hàng, quý anh chị muốn trả giá bao nhiêu thì sẽ gặp bên em của em Đức Lập quý anh chị nhé. À, căn nhà này, riêng căn nhà này nhé. Em đang là review tạm thời căn nhà này ở ngoài mặt tiền cho quý anh chị tham quan thôi. Còn chắc chắn rằng quý anh chị cũng đã được biết là căn nhà này góc hai mặt tiền em cũng đã bán cho khách về ở rồi. Và đây quý anh chị tham quan này, dân cư này, đấy, cây xanh rồi cơ sở hạ tầng, tủ âm rồi điện cao áp, quý anh chị thấy không ạ? Rất là khang trang lịch sự cho với lại cái dự án này. Trước tiên em đứng đập vào đây làm thì chắc chắn là chỉ có 1-2 căn thôi. Em làm quý anh chị cũng biết thì em sẽ tư vấn kỹ cho quý anh chị. Đây là đường D1 và hôm nay em review cho quý anh chị là cái mặt tiền của căn nhà chính thức bên em đang bán mới hoàn thiện xong. Và cái căn nhà đây em sẽ review quý anh chị này, căn nhà mà huyền thoại của em này, huyền thoại là căn này em bán lâu rồi quý anh chị nhé, em bán mấy năm rồi. Đây quý anh chị tham quan này, quý anh chị tham quan ở trên kênh thì quý anh chị biết được cái căn nhà này em bán cũng đã lâu, từ khi mà em bắt đầu vào đây làm em đã bán căn nhà này cho khách đã ở quý anh chị nhé. Và đây là còn cái một lô mặt tiền, góc hai mặt tiền này, lô đất quý anh chị. Từ đây đổ lại thì còn hai lô và một lô mặt tiền quý anh chị nhé. Lô mặt tiền này em cũng đang bán, quý anh chị nào đang có nhu cầu thì hãy điện vào hotline 0968 944 993 quý anh chị nhé. Ở trong cái đường D1 này thì em còn mấy căn nữa, quý anh chị nào muốn chọn căn nào hướng nào cũng có quý anh chị nhé. Giá cao giá rẻ, thấp nhất là 3 tỷ 4 quý anh chị nhé. Và đây là cái mặt tiền căn bên thì em đã bán rồi quý anh chị. Đây là cái mặt tiền của căn nhà 1 trệt 2 tầng đầu, có hướng Tây quý anh chị nhé. Rồi diện tích căn nhà 4 x 17, thổ cư 100%. Căn nhà này có hoàn công quý anh chị nhé. Em là tư vấn kỹ cho quý anh chị, căn nhà có hoàn công thì chắc chắn rằng nó sẽ có cái giá rất là ok cho căn nhà này. Bởi vì là chất lượng, cái sổ nó sẽ có giá hơn là cái sổ không có hoàn công quý anh chị nhé. Rồi để cho quý anh chị tham quan chi tiết và nhanh cái video của em Minh Đức thì bước vào trong nhà thì quý anh chị nắm bắt được hai cái cửa này, một cửa quấn này và một bộ cửa nhôm kính sofa quý anh chị nhé. Rồi ok, anh đang quay xíu. Ok, có gì không em? Anh đang quay xíu. Rồi ok em. Rồi mình đang là review căn nhà nhưng mà có thằng em nó hỏi muốn nhìn cái nhà. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ review kỹ cho quý anh chị cái căn nhà. Khi Minh Đức di rời vào trong nhà thì khu vực em Minh Đức đang đứng đây là khu vực sân xe hơi khép kín trong nhà quý anh chị nhé. Quý anh chị và bà con tham quan cái không gian căn nhà có hướng Tây, diện tích 4 x 17, thổ cư 100% này. Để có hợp với lại quý anh chị, để quý anh chị chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp hay không thì quý anh chị bớt chút thời gian tham quan cái video của em Minh Đức. Và không gian này là không gian phòng khách. Căn nhà này nội thất cơ bản quý anh chị nhé, chứ không phải như nhiều căn khác. Nếu quý anh chị nào muốn chọn cho mình một căn nhà full nội thất
thì trong khu vực này em vẫn có quý anh chị nhé. Đó, và căn nhà này chỉ là cơ bản nội thất thôi quý anh chị. Đây là một cái không gian phòng khách đã thiết kế cho quý anh chị ở hai bên là nhựa PVC cao cấp quý anh chị tham quan này. Đó, hai bên đây là bức tranh rất tuyệt vời quý anh chị, rất sang trọng cho cái không gian phòng khách. Và phía bên này là một nơi truyền hình TV. À, quý anh chị tham quan nhé, nơi truyền hình TV đã thiết kế cho quý anh chị kệ TV rồi kệ trang để những cái bình hoa cho một cái không gian truyền hình TV và được thiết kế nhựa PVC, vân đá, vân gỗ vân vân. Quý anh chị tham quan. Khi em Minh Đức di rời về phía cầu thang thì quý anh chị được tham quan cái không gian cầu thang. Cầu thang này cũng là thường lệ, cũng giống như thường lệ thôi quý anh chị tham quan này. Tay vịn gỗ căm xe, rồi kính cường lực quý anh chị nhé. Trụ chữ nhật tùng trúc cúc mai quý anh chị tham quan này. Khi quý anh chị và em Minh Đức di rời vào trong phòng bếp thì phòng bếp này cũng có đầy đủ diện tích để cho quý anh chị kê bàn ghế bàn ăn. Vâng, quý anh chị tham quan này, không gian phòng bếp này được thiết kế cho quý anh chị cái tủ chén rồi kệ bếp bằng chất liệu gỗ sồi rất lịch sự, và cộng thêm cho quý anh chị cái kính cường lực chống dơ bẩn ở trên bếp. Quý anh chị thấy không ạ? Rất lịch sự và khang trang. Một căn nhà có hoàn công, giá cũng rẻ quý anh chị nhé, chỉ trên 3 tỷ xíu thôi. Thì quý anh chị tham quan cái video của em Minh Đức thì em sẽ báo giá kỹ cho quý anh chị. Có những căn là trên 3 tỷ một xíu em đã review trước cái video. Để mà biết thông tin hơn cái giá này thì quý anh chị cùng đồng hành với em tham quan một xíu đi. Em sẽ báo giá chính xác cho quý anh chị nhé. Không gian này là không gian giếng trời, về phía đằng sau có bức tranh đồng quê, rồi có hồ cá koi để cho quý anh chị sử dụng toát lên cái phong thủy ở trong nhà quý anh chị nhé. Và đồng thời quý anh chị lại có một cái nhà vệ sinh ở dưới. Quý anh chị tham quan này, một cái nhà vệ sinh ở dưới rất là lịch sự quý anh chị nhé. Trần nhà vệ sinh này và thiết bị cao cấp, sen thuyền, bồn cầu khối đúc, rồi chậu rửa mặt sang trọng này, gương cảm ứng này, quý anh chị thấy không ạ? Rất tuyệt vời. Để chi tiết cho cái căn nhà 1/2 tầng lầu, tọa lạc nằm ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương này, thì quý anh chị di rời với em Minh Đức đi lên trên lầu. Quý anh chị đi lên trên lầu với em tham quan cái công năng sử dụng ở trên lầu nó ra sao quý anh chị nhé. Ở trên lầu thì bên em thiết kế cho quý anh chị là 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh quý anh chị ạ, 1 phòng học quý anh chị nhé. Rất thoải mái cho cái căn nhà này. Một cái căn nhà mà có hoàn công thì quý anh chị phải biết nó cũng chi tiết đến mức độ nào. Đây là một cái mâm nghỉ cầu thang quý anh chị tham quan. Đồng thời bên em cũng đã thiết kế cho quý anh chị nhựa PVC cao cấp để thiết kế cho cái nhấn nhá cho cái cầu thang này, nó tét toát lên vẻ đẹp. Không gian cầu thang này ở trên lầu 1 thì bên em thiết kế cho quý anh chị là một cái phòng học cho con em chúng ta. Đó, quý anh chị tham quan này, thấy không ạ? Một cái phòng học rất lý tưởng cho con em chúng ta để sử dụng. Quý anh chị tham quan. Di rời về phía đằng sau ở trên lầu thì quý anh chị lại bắt gặp được một cái không gian phòng ngủ quý anh chị nhé. Không gian phòng ngủ này là chưa có giường, chỉ có tủ áo thôi. Nên quý anh chị tham quan chị ký ạ. Nếu mà quý anh chị nào đang là theo dõi cái kênh của em Bất Động Sản Minh Đức thì quý anh chị ngồi bên mâm cơm gia đình hàng ngày, có thể là quý anh chị tham quan ở trên truyền hình, quý anh chị bật truyền hình lên, quý anh chị đánh là Bất Động Sản Minh Đức thì tất cả những cái video của em nó có sẵn ở trên YouTube cho quý anh chị tham quan. Căn nhà này mới có tủ áo thôi, chưa có giường quý anh chị nhé. Để chi tiết nếu mà quý anh chị muốn cho cái căn phòng này nó ok đầy đủ thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị luôn. Và di rời về phía đằng trước thì căn nhà này có một cái nhà vệ sinh ở trên lầu 1. Đây quý anh chị, quý anh chị tham quan. Cái phòng vệ sinh này thì quý anh chị thấy không ạ? Nó sẽ có thay thế ốp gạch thành nhựa PVC cao cấp cho cái nhà vệ sinh này. Cũng nội thất cũng tức là
thiết bị nhà vệ sinh cũng y chang, nhưng mà khác cái tường để ốp nhựa PVC thay theo gạch quý chị nhá. Còn cửa thì cửa nhựa nó thép rồi, đây cửa nhựa nó thép quý chị nhá. Tất cả căn nhà này những các phòng là cửa nhựa nó thép hết. Đấy, quý chị này, đó, quý chị tham quan nhé. Rồi di rời về phía đằng trước thì cái căn phòng ngủ này, đấy, đây là một cái ban công cho cái phòng ngủ đằng trước này, hai cái cửa chính này rất sáng quý chị nhá. Và nội thất cho phòng ngủ đây quý chị tham quan, đó, quý chị thấy không ạ? Quý chị tham quan nhé. Rồi giường tủ đây cho cái căn phòng này. Và bây giờ quý chị và bà con, quý đầu tư cùng đồng hành với em Minh Đức đi lên trên lầu 2 để tham quan cái công năng sử dụng ở trên lầu 2 nó ra sao. Công năng sử dụng ở trên lầu 2 thì cũng thiết kế một nhà vệ sinh và hai phòng. Thì có một phòng 2 trong 1 thì chắc chắn rằng em tư vấn là quý vị cũng hiểu biết là 2 trong 1 nó là như thế nào. Và một cái ban công với chị nhé. Căn nhà này thì rất lý tưởng. Lý tưởng nhất là cái sổ có ban công. Đây là không gian ở trên lầu 2 quý anh chị tham quan. Có giếng trời này. Quý anh chị tham quan nha, có giếng trời này, rất sáng cho ban ngày. Và đồng thời sát cầu thang này thì quý anh chị thấy có một cái nhà vệ sinh để áp dụng hai phòng. Đây, nhà vệ sinh ở trên lầu 2 này quý anh chị. Căn nhà thường thường như thế này thì có nhà đầu tư thiết kế là 4 nhà vệ sinh. Nhưng mà căn này hai nhà vệ à ba nhà vệ sinh, quý anh chị ạ, ba nhà vệ sinh cũng đã thoải mái rồi quý anh chị nhé. Và phòng ngủ số 3 cho căn nhà này chưa có nội thất quý anh chị nhé, phòng ngủ này chưa có nội thất quý anh chị này. Phòng ngủ này chưa có nội thất nhé. Có cái cửa thoát hiểm đằng sau rất sáng quý anh chị. Quý anh chị tham quan nhé, phòng ngủ số 3. Và di rời về phía đằng trước thì quý anh chị lại bắt gặp được một cái phòng. Cái phòng này là gọi là phòng 2 trong 1 quý anh chị nhé. Đó, em cũng tư vấn cho quý anh chị là một là quý anh chị làm phòng này phòng ngủ, hai là quý anh chị làm phòng này làm phòng thờ. Đó là tùy trường hợp. Tùy trường hợp em nói là quý anh chị cũng hiểu. Thôi thì bây giờ em cứ tư vấn tới đó thôi. Quý anh chị cố gắng tham quan. Đây là một cái phòng gọi là phòng ngủ nữa. Phòng 2 trong 1 cho cái căn nhà này là 4 phòng đó. Ban công ăn nhậu. Quý anh chị tham quan này. Ban công ăn nhậu đây. Bên em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cái hàng rào hai bên này nhé. Căn nhà này em chưa có làm, căn nhà này thì bên em đã bán rồi quý anh chị nhé. Và những cái căn mà có hàng rào cho quý anh chị đây giống căn kia cả đó, tất cả là bên em có hỗ trợ cho quý anh chị một cái hàng rào. Tại sao mà quý anh chị thấy cái không gian là cái không gian sân này đằng trước này, ban công này thấy tuyệt vời quý chị, rộng rãi nhé. Và để chi tiết hơn thì em sẽ tư vấn cho quý anh chị tại sao mà cái căn mặt tiền huyền thoại của em này đây đó nó lại có mặt tiền như thế này. Bởi vì khi mà bắt đầu em vào dự án em làm căn nhà này thì trong cái dự án này cũng chưa ra cái mô hình gọi là cái mặt tiền nào cho nó được, cho nên là bên em thí nghiệm thì sẽ nó có mặt tiền như thế này quý anh chị nhé. Nó cũng tương tự một xíu thôi. Về sau này là bên em là cộng tác với lại bên dự án thì có cái mẫu nhà nó tương đương như nhau là cái mặt tiền như em đang review đây quý anh chị này. Đó, tất cả này đường này đường D1 quý anh chị nhé. Em bán rất chi nhiều cho quý khách hàng. Đó là quý khách hàng nha, ở cái khu vực này quý chị yên tâm. Bởi vì là khi mà em xuất phát, em Minh Đức xuất phát ở trong này ra là một căn nhà đầu tiên thì vì sau này anh em nó thấy là làm được, nói chung là gọi là làm được thì anh em nó bước vào làm thì là giờ cũng là gọi là 90% quý chị nhá, 90% kín rồi đấy. Dân cư 90% kín rồi đấy, cho nên là quý chị yên tâm. Khi về cái khu vực này ở thì quý anh chị được gần ngã tư Bình Chuẩn này, gần Miếu Ông Cù này, gần trung tâm phường Bình Chuẩn này. Quý anh chị di rời đến Thủ Dầu khoảng chừng 2 cây số quý anh chị nhé, là tới Thủ Dầu nhé. Và chú quý anh chị di rời xuống Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, vân vân cũng rất tiện quý anh chị nhé. Quý anh chị chạy thẳng ra đường DT 743
thì cách căn nhà này DT743 nó rơi vào khoảng chừng đầu 3, chưa tới 3 cây số quý anh chị nhé. Đó cho nên là căn nhà rất tiện lợi cho quý anh chị di dời. Và cái căn nhà này thì lại còn cộng thêm được cái hoàn công nữa, cho nên là quý anh chị không phải lo nghĩ gì về cái vấn đề là mà pháp lý giấy tờ quý anh chị nhé. Rồi để chi tiết cho quý anh chị cái căn nhà 1/2 tầng lầu, tọa lạc nằm ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương này, thì căn nhà này có diện tích 4x17 thổ cư 100%, có hướng Tây quý anh chị. Căn nhà được thiết kế phòng khách, phòng bếp, có gara xe hơi khép kín trong nhà quý anh chị nhá. 4 phòng ngủ, 1 phòng học và 3 nhà vệ sinh. Căn nhà này bên em đang rao bán với cái giá là 3 tỷ 800 triệu. Vâng, 3 tỷ 800 triệu có thương lượng, có hỗ trợ ngân hàng. Quý khách hàng nào đến cọc cái căn nhà này thì quý anh chị cứ cầm tiền tới cọc thì bên em sẽ có giá cho quý anh chị ưu đãi nhất quý anh chị nhá. Quý anh chị muốn cái giá ưu đãi nhất thì quý anh chị cứ xuống cọc. Vâng, bên em sẽ có hỗ trợ cho quý anh chị nhiều những căn để quý anh chị an cư lập nghiệp, quý anh chị yên tâm. Để kết thúc video, em Minh Đức kính chúc quý anh chị, quý bà con, quý đầu tư có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Em Minh Đức hẹn quý anh chị và bà con video tiếp theo.